Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chừ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Chai Zo, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục nói về một vấn đề rất là quan trọng. Đó chính là vì tướng Quy Lên, tại vì sao lại ít thấy trong các giải đấu vậy trời. Rồi hôm nay mình sẽ giải thích và nói ra những cái lý do mà tất cả các bạn nào muốn cầm vị tướng Quy Lên này ở rank cao. Đặc biệt là mình solo rank chiến tướng, và trong thời gian tới thì mình sẽ cố gắng cày rank thật cao để có những cái kinh nghiệm thực tế các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ đi vào vấn đề chính. Quy Lên là một vị tướng sát thủ và máu giấy. Mình không cần biết tất cả các bạn combo Quy Lên như nào hay chơi ra sao cả, nhưng clip này mình chỉ muốn nói đến tất cả các bạn một điều. Nếu tất cả các bạn muốn chơi Quy Lên, các bạn phải nắm bắt được, đó chính là mục tiêu lựa chọn, gọi là ám sát vị tướng nào. Quy Lên là một vị tướng sát thủ có thể tàng hình được, thì vận dụng vào hai cái điểm mấu chốt đấy thì là một vị tướng chỉ thiên về bắt đơn lẻ mục tiêu và chọn những mục tiêu thấp máu để lấy cái nội tải chiếu ba hồi thật nhanh. Đấy, thì tóm vào cái điểm mạnh của Quy Lên thì chúng ta chơi thôi. Đấy, nếu mà các bạn cầm một Quy Lên mà để đi combat tổng Kara Kare late game thì đừng có pick Quy Lên. Pick là phải đánh Snowball từ đầu đến cuối game và chúng ta sẽ phải lấy lợi thế cho team. Đấy, thì pha này mình sẽ ra mid đảo cánh khi farm xong. Rồi, cái khả năng cột ca hưu. Đây, mình tăng hình, từ, rồi. Không, mình sẽ không vào thằng này đâu, thằng này bay rồi. Rồi, sẽ vào ca hưu. Đấy, đấy là cách chọn mục tiêu của mình. Trong khoảng tầm 3 giây mà mình đã suy nghĩ được rằng cái pha đấy mình sẽ không vào thằng pain, vì thằng pain nó dùng chưa 1, lao vào nó sẽ dùng chưa 3 để bay ra. Mình không có hiệu ứng khống chế cho nên mình không thể giết thằng pain được. Cho nên pha đấy nếu mà gặp các bạn thì các bạn sẽ bay vào pain không? Mình nghĩ là một phần nhiều là sẽ bay vào đấy các bạn ạ. Cho nên các bạn hãy nhớ rằng khi tất cả các bạn bay vào bất kỳ một mục tiêu nào, các bạn phải suy nghĩ rằng các bạn có giết được nó không, và nó có chiêu thức chống chạy không, hay nó có zone lại sát thương các bạn chết không, thì các bạn chơi Quy Lên mới tốt được. Đấy, đây chỉ là một cái nhỏ trong một cái phần của mình nói đến để tất cả các bạn chơi Quy Lên thật tốt. Đấy, và quan trọng hơn hết đó chính là chọn mục tiêu. Chọn mục tiêu Quy Lên thì ví dụ trong combat đi hoặc trong bắt lẻ thì theo các bạn chọn mục tiêu như nào là hợp lý. Đấy, thì mình quan trọng nhất đó chính là vận dụng đến cái bộ combo của Quy Lên đi. Khi Quy Lên chiêu 3 đi thì nếu mà hỗ trợ hoặc giết thì nó sẽ được hồi toàn bộ combo, thì mình sẽ tận dụng một điểm đó, thì mình sẽ chọn một vị tướng giết nhanh nhất, hoặc loại bỏ một vị tướng nhanh nhất, hoặc vị tướng nó thấp máu mà mình giết nhanh nhất thì mình sẽ giết vị tướng đấy. Không quan trọng AD, CP, pháp sư hay bất kể thằng nào cả, kể cả thằng tánh cơ nó thấp máu, mình sẽ chọn nó để mình giết. Giết để làm gì? Để mình được dùng nhiều cái bộ combo của mình càng tốt, để mình có thể được sử dụng nhiều lần chiêu 3, được hồi máu nhiều lần. Đây, chẳng hạn cái pha này này, chẳng hạn cái pha này mình thấy thằng pain có một nửa cái máu, mình sẽ rệt nó, dì nó, rửa bốn vị tướng, mình sẽ giết được nó và mình sẽ chạy ra. Đấy, mình sẽ chạy thoát, chắc chắn mình không chết. Đấy là một cái tính toán, và mình biết chắc rằng à, mình vào con pain, mình có thể tiếp cận con pain, có thể giết được con pain, mà con pain không chạy được. Đấy, con pain không chạy được, con pain không thể phản sát thương mình được, và team địch không đủ thời gian để giết chết mình. Đấy, thì mình sẽ lao vào thằng pain pha đấy. Các bạn thấy hợp lý không? Đấy, những lời mình phân tích như thế này, các bạn nhiều người cho rằng à, cái này thì ám chả biết. Không, các bạn nhìn là thôi, nhưng mà để thực hành khó lắm. Khó, không dễ đâu. Dễ thì không bao giờ có cương lao ngồi đấy mà chém gió với anh em đâu. Rồi, cho nên rằng đối với Quy Lên, tại vì sao mình không hướng dẫn các bạn cách combo? Vì đây là một vị tướng ra lâu rồi. Đây là một vị tướng ra rất là lâu rồi, cho nên mình sẽ không hướng dẫn combo. Chỉ cần các bạn chọc đứng sau cái nó sẽ nổ dí màn thì cái đó là easy thôi. Đấy, combo chiếu gì trước thì từ cái đó mình sẽ không cần phải nói nữa. Mai mình chỉ muốn nói đến quan trọng nhất là cách chọn mục tiêu. Thì clip này các bạn phải nhìn thật kỹ những cái pha lao vào combat hoặc cách bắt mục tiêu của mình. Đấy, cái pha vừa rồi mình bắt con gió đấy. Đấy, mình nấp bùi, mình bắt con gió rất là easy, đơn giản thôi. Đấy, cho nên các bạn hãy nhìn quan sát thật kỹ để các bạn nhận ra à, Quy Lên mình trước dư, mình đều thiếu. Đấy, mặc dù là các bạn nhiều bản chơi tốt đấy, nhiều bản chơi Quy Lên đầu game rất là sánh đấy, nhưng để cuối game vẫn thua. Bởi vì
combat, các bạn chưa trang bị cho mình được những cái kiến thức để mà ra vào trong giao tranh, không biết chọn cái mục tiêu nào đấy, hoặc là như bạn vẫn có một cái chơi những vị tướng sát thủ là late game phải bắt thằng xà thủ, pháp sư của nó hoặc xà thủ nó, nhưng không, quy lén là khác. Quy lén trong combat tổng hay như thế nào đi chăng nữa phải bắt được thằng thấp máu nhất. Đây mình sẽ minh chứng cho bạn cái phá này có đánh nhau không. Trên này rồi, phản cánh một phá này, thằng ba đúng sẽ là mục tiêu của mình, cho dù thằng John hay thằng ấy tiếp cận gì đi chăng nữa mình không quan tâm, chỉ mình giết thằng ba đúng. Đấy, giết xong không có bó trước. Đấy, các bạn thấy chưa? Rồi, bây giờ mới đến thằng gió. Đấy, các bạn thấy chưa? Trời ơi, cái clip này mình hướng dẫn các bạn nó cực kỳ giá trị, bổ ích luôn. Những clip của Cương Lao nó luôn. What the fail? Thôi, cái pha này thì mình hơi ấy. Đấy, những clip của mình nó cực kỳ tâm huyết như vậy mà thực sự các bạn biết không? Mỗi lần làm clip xong nó rất là tốn thời gian, rất là mệt, hầu như là tất cả thời gian của mình nằm trong clip này. Nhưng mỗi khi đáng một phát, mình xuống đọc comment, chả có ai comment cả. Các bạn xem xong các bạn cứ ra đi hừng hơ như vậy. Tại sao các bạn thấy một clip, thấy một Cương Lao nó còn tâm huyết, đam mê như này, các bạn lại không để lại cho mình một comment hoặc một nút like để có một cái động lực nào đấy, nhìn vào đấy để động lực. Đây cái pha này thằng Pến nha, thằng Pến thấp máu này. Đấy, thằng Pến đòi tiếp tục chưa ba. Rồi bây giờ vào chủ lực của nó. Đấy, combat tổng cùng nôm na là như vậy cho mình nha. Đấy, thế đấy, đấy cũng là giao tranh combat tổng đấy. Đấy, giao tranh combat tổng thì nó sẽ như nào ạ? Như nào? Theo các bạn sẽ như nào ạ? Các bạn hiểu được không? Rồi ok, mình sẽ nói nhá. Thứ nhất là mình vào sau. Đấy, không bao giờ có chuyển quy lén vào trước bạn ạ. Không bao giờ có chuyển quy lén nó mở giao tranh nữa các bạn ạ. Đấy, cái pha này cân 2 easy đâu. Không bao giờ có chuyển là quy lén lao vào cân 2, cân 3, cân 4 bạn ạ. Mà mình luôn vào sau để cho đồng đội mình giao tranh trước, gây sát thương một chút khi nào mình cảm giác à cái thằng pin của nó mình đủ một combo rồi thì mình sẽ lao vào đệt nó. Đấy, cho nên là quan trọng nhất trong combat thằng quy lén làm thế nào để có thể hô được combo nhanh nhất để cho giết. Đấy, thằng pin khai phá này mình giết thằng gió. Tại vì sao là như vậy? Đố các bạn biết lý do vì sao mình không giết thằng pin, bởi vì cái phá này có thằng gió. Nếu mình giết thằng pin để dùng chứa một và mình không thể kết liễu nó trong vòng 1-2 giây được thì lúc đó thằng gió nó sẽ lên gây sát thương mình, đó là một điều rất nguy hiểm, cho nên mình sẽ chọn thằng gió. Bởi vì thằng gió không thể chạy được. Đấy, rồi pha này thằng Pến còn một mình cô lập. Đấy, nó mất cả chiêu 1, chiêu 2 thì mình sẽ giết nó easy thôi. Đấy, trời ơi, đấy là những cái pha mà mình có là thiết thực và thực tế nhất để hướng dẫn anh em đấy anh em. Đấy, ví dụ anh em mà gặp cái pha vào đôi thì chả bay vào thằng Pến đi. Ủi thằng Pến, kiểu gì mà chả bay vào nó, đúng không? Mà bay vào nó thì không thể, nói chung là hên xui thôi. Hên xui thì giết thằng Pến thì không nói. Nhưng không giết thằng Pến thì khả năng cao các bạn sẽ bị nằm lại. Vì làm gì có chiêu thức mà chạy nữa đâu. Đấy, thằng Quy Lên này cũng là một trong những vị tướng là lao vào mà không hiểu quả thì coi như là đi luôn đấy, không có kiểu là quay về đâu. Đấy, cho nên là clip này mình muốn nhấn mạnh là một điều rằng không cần biết các bạn combo tốt như nào, nhưng chỉ cần các bạn nắm cho mình một cái điều bất di bất dịch của nó, là gọi là một quy tắc bất thành văn, và gọi là nghiêm túc với quy tắc đấy, không được sai phạm quy tắc. Đó chính là phải lao vào những mục tiêu mà mình giết được trong một combo. Nói thì nó nhanh gọn nhé. Giết được thì đó là vị tướng thấp máu. Đấy, đó là vị tướng xà thù của nó khi mình phun đô. Đấy, thì đấy là một cái câu nói chung để các bạn biết được cách vào ô mục tiêu các bạn nhé. Đây cái pha này, các bạn thấy chưa? Tại sao mình lại không pha thằng Pến? Vì nó chưa một rồi. Mình làm gì mà giết được một combo đâu. Đấy, cho nên mình sẽ chọn thằng Kali. Đấy, ok chưa? Clip này rất tuyệt vời. Mà xem trong clip này thì vẫn là cái thói quen bình thường, mình vẫn sẽ lướt ra và đọc bình luận và xem cái clip hôm qua mình làm như thế nào. Thì vẫn là một cái buồn anh em ạ. Like ít, comment ít, xem xám xong các bạn bỏ qua như vậy. Thì đúng cái đó thì mình bắt buộc gần, nhưng mà thực sự đôi khi đó là một cái động lực để cho mình nhìn vào, để mình cố gắng hàng ngày. Đấy, cố gắng để quay trở lại, để phục vụ toàn thể anh em. Đấy, cho anh em đứng này làm YouTube. Anh em đừng nghĩ là Cương Lao quay lại là YouTube làm có tiền, không có đâu, nghèo lắm anh em ạ. Anh em mà cần biết thì mình xấu cho anh em. Mình xấu cho anh em thấy được là cái doanh thu của kênh YouTube của mình bao nhiêu. Nếu mà quá có mà, nếu mà được tầm 1 triệu rưỡi đến 2 triệu một tháng á, thì mình cho các bạn cái kênh này luôn. Cái gì? Được mấy? 4 mấy đô? 3 mấy đô? Nó chưa kể bị mất 20% nữa. Thì mình hỏi các bạn là coi như là cho 50 đô đi, 50 đô là 1 triệu 2 đi, mất 20% nữa cho nên mất tầm khoảng 300 nghìn đi, 900 nghìn một tháng ạ. Ôi giời.
kỳ năm nghìn cái thời buổi dư là nó các bạn ngày ăn hạn các bạn hết thôi đấy. Cho nên tất cả, cho nên là hy vọng các bạn có thể là tiếp cho mình một cái động lực để mình cố gắng trái dỗ rồi. Thì hy vọng Quilen có thể giúp ích cho tất cả bạn leo đánh tốt, và sẽ gặp lại tất cả bạn ở clip sau, và tất cả bạn nữa mai yêu, bye bye.